họ bị nghi ngờ nghi ngờ về cái triết lý mà hình thành vũ trụ đó của họ rồi đó đó giống như là nó không có được logic họ tự họ nghi ngờ nghi hoặc về cái định lý đó cái triết lý đó của họ rồi phật đã nói rằng là vũ trụ này là vốn nó tự nó sinh ra và nó tự nó diệt cho nên là có cái câu gọi là đời này là vô thường vạn vật có sanh rồi sẽ có diệt đó có sanh rồi cả sẽ có diệt vũ trụ này là tự nó sinh ra và sẽ tự nó mất đi tự nó mất đi là do những cái chúng sanh con người của mình sống ở trên cái vũ trụ này trái trái đất này mà mình không biết giữ gìn trái đất bảo vệ thiên nhiên trồng rừng rồi mình tiết kiệm điện để mà mình bảo vệ tầng ozone đó thì mình tự mình mình hủy diệt cái nơi sống của mình thì trái đất bị hủy diệt thôi bao nhiêu lần tận thế như thế thì uh, phật nói là chúng sanh của mình là trải qua bao nhiêu lần tái sanh như vậy vũ trụ này sinh ra rồi tự biến mất đó thì mình lại tiếp tục mình tái sanh qua cái hành tinh khác đó, một cái trái đất khác, một cái môi trường mà bắt đầu có cái sự sống khác để mà mình chờ mình tái sanh. Thì mình cũng đã làm những cái công việc này bao nhiêu triệu kiếp như thế rồi, cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại những cái công việc như vậy mình cũng chơi cũng hưởng thụ, cũng không biết bao nhiêu là tạo không biết bao nhiêu là tội nghiệp đau khổ đó mà mình cứ nghĩ nó là thật à cuộc đời này nó chỉ một lần sống thôi có những người quan niệm như thế là không có biết là có kiếp trước kiếp sau gì cứ sống cho sướng cái đã đó thì rất là sai lầm và rất là dại dột vì mình nghĩ như thế nhưng mà nó không phải là như thế đó vũ trụ này nó có cái quy lực của nó đó, vũ trụ này có cái sự vận hành của luật nhân quả rất là công bằng. Bây giờ mình tin hay mình không tin gì thì nó cũng được thực thi, cũng được áp dụng cho tất cả chúng sanh trong cái thế giới này, trong cái vũ trụ này. Đó, mình không chạy được mình không trốn được. Cho nên là mình nhớ đời là vô thường nên mình đừng có mê những cái cảm giác mà hồi hộp, đam mê đó.